Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 17 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, như các bạn đã biết thì Qualcomm đã giới thiệu Snapdragon 855 Plus. Nó chính là phiên bản nâng cấp của Snapdragon 855. Tần số lõi CPU đã được tăng từ 2,84 lên 2,96 GHz và tần số của GPU cũng đã tăng từ 585 MHz lên 675 MHz. Không còn nghi ngờ gì nữa thì nó sẽ được sử dụng trong các smartphone chơi game thế hệ tiếp theo. Còn với MediaTek thì họ cũng muốn tham gia vào thị trường game di động. Tấm poster mới được phát hành cho biết là nhà sản xuất sẽ ra mắt Helio G90, một con chip dành cho các thiết bị chơi game di động. Poster của MediaTek Helio G90 đi kèm với một khẩu hiệu là Game Core Awakening. Và như bạn có thể đoán thì G ở đây là viết tắt của chữ gaming. Hiện tại thì bộ xử lý cao cấp nhất của MediaTek là Helio P90. Nó đã được ra mắt vào năm ngoái và con chip này dựa trên quy trình 12 nanomet gồm 2 lõi Cortex A75 và 6 lõi Cortex A55. Đầu năm nay thì MediaTek đã tuyên bố rằng họ sẽ ra mắt bộ vi xử lý di động hàng đầu vào năm 2019. Đặc biệt là hãng cho biết chip mới sẽ được nâng cấp lên từ quy trình 7 nanomet và có thể hỗ trợ 5G. Vì vậy mà có nhiều lý do để nghĩ rằng Helio G90 sẽ được sản xuất dựa trên quy trình 7 nanomet và sẽ xuất hiện trên các thiết bị cầm tay 5G. Mới đây thì cán bộ công nhân viên làm việc tại Vingroup đã nhận được thông tin cho biết là họ sẽ được tặng một chiếc smartphone Vsmart nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty. Chiếc smartphone mà Vingroup tặng cho nhân viên không bất ngờ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Vsmart, cụ thể là Vsmart B. Điều đáng nói ở đây là Vsmart B là một sản phẩm chưa ra mắt. Là mẫu smartphone giá rẻ nhất từ trước đến nay của Vingroup, thậm chí là còn rẻ hơn cả chiếc Vsmart Joy giá 2 triệu từng được hãng này công bố hồi cuối năm ngoái. Do Vsmart B là một mẫu máy giá rẻ, vậy nên cấu hình của nó cũng không có gì ấn tượng. Cụ thể thì chúng ta sẽ có con chip MediaTek MT6739, RAM 1GB, bộ nhớ trong là 16GB, camera chính 8MP cùng với camera phụ là 5MP và màn hình là 5,45 inch với độ phân giải là HD+ và viên pin là 2500mAh và hỗ trợ 4G. Và Vsmart B thì cũng đã xuất hiện trên công cụ Benchmark Geekbench với thông tin cấu hình trùng khớp. Cụ thể thì máy đã đạt được 578 điểm đơn nhân và 1450 điểm đa nhân. Các bạn mến, là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ 5 thế giới, Apple hoạt động tại hơn 40 thị trường trên toàn cầu và đặt mục tiêu trở thành thương hiệu smartphone được yêu thích nhất ở châu Âu. Thông qua việc hợp tác với FC Barcelona, Apple đã có thể tiếp cận với hơn 200 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Sự việc này trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu ở nước ngoài của công ty. Lấy cảm hứng từ những lá cờ đại diện cho FC của Barcelona ở sân vận động Camp Nou, thì thiết kế mặt lưng của smartphone Renault 10X Zoom phiên bản đặc biệt này được thiết kế với hai màu đỏ và xanh nổi tiếng của đội bóng, nhằm củng cố thêm mối quan hệ khăng khít giữa câu lạc bộ, người hâm mộ và thương hiệu Oppo. Thiết kế này sử dụng kỹ thuật ép nhiệt tiên tiến, đầu tiên trong ảnh ngành để đào tạo hiệu ứng chuyển màu độc đáo, mang đến cho người hâm mộ một hình ảnh mới mẻ hơn, thể hiện niềm đam mê sâu sắc với tinh thần bóng đá của FC Barcelona. Ngoài ra thì nổi bật trên sắc màu độc đáo này chính là hai logo của Barca, logo màu lớn hơn, tỏ lòng tôn kính với lịch sử vinh quang của các câu lạc bộ, cũng như logo của đội bóng vàng nhỏ phía dưới, đại diện cho câu lạc bộ hiện tại cũng như là tương lai tươi sáng của nó. Và phiên bản đặc biệt này còn được trang bị phần mềm tùy chỉnh, bao gồm các hình nền wallpaper và biểu tượng icon độc quyền như là biểu tượng bóng đá, bộ thiết kế màu đỏ, xanh và nhiều hơn thế nữa. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận cuối đuôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.